mừng các bạn nhỏ đến với hoạt động Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá của Khối Lá. Hoạt động này tái hiện khung cảnh quen thuộc của nhiều năm về trước, với những quán cà phê cóc, những ly cà phê phin, cà phê sữa đá, những ổ bánh mì, tờ báo với những tin tức nóng hổi. Bạn bè cùng nhau đọc và nói chuyện về cuộc sống. Với hoạt động này vừa giúp các bạn nhỏ biết cách pha chế cà phê, lại thử được cảm giác hoài niệm của thời ông bà, ba mẹ, thời chưa có điện thoại, iPad. Rất là thú vị đúng không ạ? Bởi vì các bạn không thể uống cà phê nên cô đã thay cà phê bằng bột sữa Milo để phù hợp với các bạn nhỏ hơn đó ạ. Cô mời quý phụ huynh cùng xem khung cảnh Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá của các bạn Khối Lá nhé. Cảm ơn quý phụ huynh và các bạn nhỏ đón xem. Hẹn gặp lại trong những hoạt động lần sau nhé.